Wow, ôi bạn xe cẩu và bạn xe tải ơi, dưới đây vừa mới mưa xong cho nên nước rất là trong luôn nè. Các bạn có muốn xuống đây tắm và bắt cá với mình không? Wow, rất là đã luôn. Ồ, nước ở dưới đây thiệt là trong các bạn ơi. Rồi thì bữa nay bên này hai đứa mình sẽ xuống đây tắm thử nha. Wow, nước dưới đây rất là trong. Mình sẽ xuống đây mình bắt cá một bữa cho nó đã các bạn ơi. Ha, bây giờ mình xuống luôn đây. Các bạn xem mình tắm nè. Ừ. Ha ha, tới mình nha, mình cũng xuống luôn đây. Wow. À, múc nước nè các bạn ơi. Wow. Đã quá các bạn ơi. Wow. Nước rất là trong và rất là sạch luôn nha. Mình chạy đi vòng vòng mình kiếm cá mình bắt coi. Ê, không biết có con cá nào ở đây không nữa. Bạn xe tải ơi, bạn cứ ở đây tắm nha, mình chạy đi kiếm cá coi, mình kiếm cá bắt lên mình ăn nha. Wow, ui bạn xe tải ơi, mình phát hiện ở đây có một cái con cá ở trong cái hang nè các bạn ơi. Wow, để mình móc lên cho các bạn xem nha. Ui, đây có một con cá nè. Wow, con cá vàng rất là đẹp luôn nha. Wow, ui, ê, đâu cho mình xem với, ở đâu có con cá vậy? À, cho mình xem với bạn ơi. Wow, ô thì ra là một con cá vàng nha. Bây giờ bạn múc, bạn bỏ lên cái ben xe tải của mình đi, để mình múc nước nha. Ai đó, bây giờ bạn múc nữa, bạn múc con cá lên bỏ vô đấy cho mình đi. Qua mình sẽ múc con cá lên nha các bạn ơi. Qua qua con cá thì nó dễ dữ quá các bạn ơi. Qua 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 thôi để mình bắt con cá lên nha. Thì mình múc nó lên nha các bạn ơi, không biết là múc được hay là không đây. Qua nó dễ dữ quá nè các bạn. Qua con cá màu vàng rất là đẹp luôn. Qua này các bạn ơi, ui nó tính lóc lên nè các bạn. Qua con cá màu vàng nha. Ai mình bắt đây, mình bắt mỏi vô đây. Wow, được một con cá nè các bạn ơi. Mình xuống đây mình múc nước vô nha. Múc nước vô các bạn ơi, con cá màu vàng rất là đẹp luôn. Wow. Con cá rất là đã luôn các bạn ơi. Con cá này giống như là con cá thiên thần vậy các bạn, màu vàng nè các bạn ơi. Wow, vừa cái ben xe tải của mình luôn. Rồi hứng nước thêm cho nó nha. Ôi nó chạy ra ngoài luôn nè các bạn ơi. Wow, nó chạy ra ngoài luôn. À, rất là thấy cưng luôn. Thôi bây giờ mình bắt mình sẽ bỏ vô cái ben xe tải nè các bạn ơi. Ok, mình sẽ trở về luôn nha. Các người dám lại đây mà bắt cá của ta ha. Bữa nay ta sẽ cho tất cả các người biết tay nha. Dám ăn cắp cá của ta thì các người sẽ biết tay ta. Bạn xe tải đâu rồi ta? Hồi nãy bạn ấy còn ra đây tắm, bây giờ bạn ấy đâu mất tiêu rồi? Để mình đi tìm bạn ấy coi. Ê, bạn xe tải ơi, bạn xe tải, ồ bạn đâu rồi? Hồi nãy bạn xe tải và bạn xe múc kêu mình xuống đây để mà tắm và bắt cá, bây giờ mấy bạn ấy đâu hết trơn rồi nhỉ?
Rồi mình không thấy luôn, để mình xuống mình tìm thử nha các bạn ơi. Wow, nước thiệt là mát các bạn ơi. Wow, tắm rất là đã luôn nha. Bạn xe tải ơi, bạn xe múc ơi, các bạn đâu rồi? Mình xuống tắm với các bạn nè. Wow, rất là đã luôn các bạn ơi. Superman ơi, hình như là mình nghe có ai đó kêu cứu, bạn có nghe không? Đúng rồi, mình cũng vậy, mình cũng nghe có tiếng ai kêu cứu, hay là mình đi xem thử, coi có ai cần mình giúp không? Được rồi, thì bây giờ mình sẽ đi thôi. Ôi, hình như là mình thấy ở đó có một con cá sấu đang cắn một chiếc xe cẩu à. Ơi, bạn xe Iron ơi, ơi đằng kia có một con cá sấu, nó đang cắn cái chiếc xe cẩu kìa, mình tới đó mình giúp đi. Được rồi. Ê, con cá sấu kìa, hãy buông xe cẩu ra, không thì ta sẽ bắn người đấy. Ha, được rồi, ngươi không nghe lời phải không? Đau quá. Người dám bắn ta hả? Bạn Iron Man ơi, mình xuống tới giúp bạn đây. Hai tên này gắt gói quá, bây giờ mình phải chạy trước thôi. Đau quá. Ai da ơi, mình bị cá sấu cắn đau quá. Ôi cảm ơn hai anh siêu nhân nha, hai anh siêu nhân đã cứu giúp mình, không thì mình bị con cá sấu ăn thịt luôn rồi. Ôi, bây giờ mình sẽ đi tìm bạn mình thôi, không biết bạn mình bây giờ bị con cá sấu tha đi đâu rồi, không biết nữa. Ôi xe cẩu ơi, xe múc ơi, các bạn đâu rồi, mình đi tìm các bạn đây. À, con cá sấu bị hai anh siêu nhân đánh đuổi chạy mất tiêu rồi. Ôi hên quá, con cá sấu nó đã buông tha mình rồi, không thì mình chết. Ai, bây giờ mình phải đi về nhà thôi, ở chỗ này nguy hiểm quá các bạn ơi, con cá sấu nó có thể cắn chúng ta bất cứ lúc nào. Ai, đi về thôi. Ai, xe cẩu ơi, về luôn bạn xe cẩu ơi. Ôi, ở đây có con cá sấu hung hăng quá, nó đánh mình gãy cái cây cần cẩu luôn rồi các bạn ơi. Ôi, đi về thôi. Hên cho các ngươi là có hai con siêu nhân ra giúp đỡ các ngươi, không thì ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi rồi. Hơi lần sau đừng có mà lại đây mà bắt cá của ta nữa nghe chưa, ta mà thấy một lần nữa ta sẽ ra ăn thịt tất cả các ngươi luôn. Được rồi, bữa nay coi như là hên cho các ngươi, ta phải đi đây.